Chào cả nhà đang xem kênh Cùng Mai Vào Bếp. Bánh bao chiên thơm ngon, bên ngoài giòn, bên trong mềm xốp, vị thơm đậm đà của thịt kèm với độ giòn sừng sực của nấm. Có thêm cà rốt góp phần tạo nên màu sắc cho chiếc bánh ngon. Cách làm thì không hề khó, cả nhà có thể làm cho gia đình mình cùng thưởng thức món bánh bao chiên này nha. Nào, mình cùng vào bếp nè. Nguyên liệu để làm bánh bao chiên gồm có 250g bột mì đa dụng, 300g thịt xay. Thịt xay thì Mai chọn thịt có hơi mỡ tí xíu để nhân không có bị sạm nha cả nhà. Kèm với là 30g nấm mèo. Nấm mèo thì Mai đã ngâm và rửa sạch rồi nè. Và một ít bún tàu, một ít cà rốt và một hộp sữa tươi có đường nha. Nếu mà gia đình nào dùng sữa tươi không đường thì mình thêm đường vào ha. Và để nhân bánh thêm phần hấp dẫn, mình dùng thêm trứng cút nha cả nhà. Còn phần gia vị thì gồm có nửa muỗng canh nước mắm, 3 muỗng cà phê hạt nêm, 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê bột ngọt và một ít hành lá nữa nha. Bây giờ thì Mai sẽ nhồi bột trước nha. Và tiếp tục Mai sẽ cho vào đây là 4g men nở nè. Thông thường để mà làm bánh bao á, thì sẽ cần là men nở và bột nở. Nhưng hôm nay để mà làm bánh bao chiên á, thì Mai chỉ cần men nở thôi nha. Và Mai sẽ trộn đều lên nè. Và tiếp theo Mai sẽ cho sữa tươi vào nha. Với 250g bột thì Mai sẽ cho vào đây là 160ml sữa tươi. Nhưng cũng tùy vào loại bột mà cái độ hút nước nó khác nhau đó cả nhà. Cho nên là mình cứ cho từ từ vào nha và canh bột ha. Khi mà thấy bột vẫn còn khô á, thì mình tiếp tục mình cho sữa vào ha và mình nhồi bột. Mình nhồi cho tới khi nào mà bột mịn không còn dính tay nữa là đạt nha cả nhà. Bây giờ thì bột cũng đã không còn dính tay nữa và cũng đã mịn rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ đem bột đi ủ nha cả nhà. Mình ủ ở đây tầm khoảng 1 tiếng để đến khi nào mà bột nở gấp đôi thì được ha. Trong thời gian chờ bột nở thì Mai sẽ đi làm phần nhân nha. Nấm mèo thì Mai sẽ cắt nhỏ ra nè. Bún tàu Mai cũng cắt nhỏ ra luôn nha. Còn cà rốt đó thì Mai sẽ bào nhỏ ra nè. Phần cà rốt thì mọi người thích cắt nhỏ hoặc là bào thì cũng được nha. Khi mà bào như thế này nè thì nó sẽ nhanh chín hơn nha cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ đi xào phần nhân ha. Mình cho dầu vô chảo và đợi khi nào dầu nóng thì mình sẽ cho hành vào phi nha. Và mình tiếp tục mình đảo cho đến khi nào mà hành dậy mùi thơm là được nha cả nhà. Không nên để cho hành vàng nha. Hành dậy mùi thơm lên là mình cho thịt vào mình xào nha cả nhà. Lúc này thấy thịt đã săn rồi á, thì mình cho bún tàu với lại nấm mèo vào xào luôn nha. Và mình nêm nếm gia vị vào nè, mình cho đường vào nè, nước mắm nè, hạt nêm nè, và bột ngọt nữa. Giai đoạn này thì nếu gia đình mình mà thích ăn tiêu á, mình cho một ít tiêu vào cho thơm nha cả nhà. Bởi vì mình làm cho Subin ăn á, mà Subin lại không có thích ăn tiêu cho nên là mình không có để. Mai sẽ cho cà rốt vào luôn ha. Và mình xào cho đến khi nào mà thịt sắp chín thì ngưng ha.
Lúc này thì bột cũng đã nở gấp đôi rồi nè cả nhà. Thì bây giờ Mai sẽ tiếp tục nhồi thêm một lần nữa để cho bột nó xẹp bột khí nha. Sau đó mình sẽ chia bột ra thành từng phần nha cả nhà. Nếu mà mình thích ăn bánh lớn thì mình chia phần lớn, còn thích ăn bánh nhỏ thì mình chia phần nhỏ nha. Sau đó thì mình sẽ vo tròn bột như thế này nè, để một tí nữa mình cán bánh cho dễ nha. Trước khi cán bột á, thì mình dùng tay ấn nhẹ như thế này nè, để cho dễ cán nha cả nhà. Và sau đó mình sẽ cho một muỗng canh nhân vào nha. Và tiếp tục Mai đặt cái trứng cút vào nè. Nếu như mà mình làm bánh lớn hơn á, thì mình cho nhân nhiều hơn một chút nha. Còn làm bánh nhỏ hơn á, thì mình cho ít nhân lại nè. Và để chiên bánh được ngon á, thì mình nên để cho dầu sôi già nha cả nhà. Sôi thật sôi rồi lúc này mình sẽ cho bánh vào nha. Và tiếp tục mình sẽ để lửa nhỏ nha cả nhà. Mình đừng để lửa cao quá nha. Nếu mà lửa lớn quá thì bánh sẽ dễ bị khét và không có ngon nha cả nhà. Và bột bên trong cũng không có chín nữa. Mình cứ từ từ cho bánh vào nha. Và sau đó mình sẽ trở mặt cho vàng ha. Và khi mà bánh đã vàng rồi thì mình sẽ vớt bánh ra nha cả nhà. Với công thức làm bánh bao chiên này sẽ mang đến cho gia đình mình mẻ bánh thơm phức, tuyệt vời từ hình thức đến hương vị. Lớp vỏ bánh vàng giòn, còn phần nhân thịt bên trong đậm đà hương vị và cực kỳ hấp dẫn. Bánh ngon nhất là được thưởng thức ngay khi còn nóng, trong lúc đang đói bụng nữa, ta nói nó đã cái dạ. Nếu không quá bận rộn, anh chị có thể làm món bánh thơm ngon này cho gia đình mình cùng thưởng thức nha. Nếu cả nhà mình thích cách làm này thì ủng hộ tinh thần Mai bằng cách tặng Mai một like và đăng ký kênh nhé, để Mai có động lực ra nhiều video hơn nữa nè. Và đừng quên ấn thêm cái chuông bên cạnh để nhận được thông báo video mới nhất nha. Và bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại cả nhà ở video tiếp theo.